đường ngon lành đó Ku Đen ơi. Đừng có giọt vô lúa người ta nữa, sẽ chạy vô lúa người ta không vậy. Cái đường mà lớn đó mà chạy lọt vô lúa nữa thôi rồi. Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị nhé. Nay mấy anh em ở nhà làm lại mấy cái gần câu nhé các bạn. Làm mớ câu thục nữa các bạn. Với cắt hết trơn mấy cái dàn câu cá cha, câu cá ngát, cá chê mình làm lại mới hết nha các bạn. Cái dàn dây này nó lớn quá, mua lại cái dàn dây nhỏ, lưỡi mới, lưỡi cũng lâu quá rồi, nó bị cái mũi nó bị lục quá mày, nên mấy anh em sẽ là thay đổi mới lại hết nha các bạn. Sáng Phương có đi chợ mua, đây là lưỡi câu cá cha nè các bạn. Mấy anh em xài bằng cái loại lưỡi này. Hồi trước thì mình xài lưỡi số 7, mấy anh em mới mua lại cái lưỡi số 6 nè. Số 6 thì nó lớn hơn tí nha các bạn. Lưỡi mới nó bén. Đây, hai mẫu lưỡi các bạn. Lưỡi này số 7 hồi trước Phương đang xài. Còn này số 6 Phương mới mua, nó lớn hơn. Còn cái lưỡi câu thục của mình thì mình xài cái lưỡi số 10 nha các bạn. Số 10 hơi nhỏ hơn tí. Dây thì mình xài dây thẻo nè, bằng loại dây sáp, dây siêu bền đó các bạn, loại lớn nhất đó. Nó cứng, nó không có bị quấn vô cọng dây viền nha các bạn. Thì mấy anh em cũng thay cái dây viền mới hết luôn. Dây viền mới Phương mua sao nè, mới mua. Cái này mình đang ngâm vỏ sắn nha các bạn, để cho cọng dây nó xoắn lại, nó cứng, nó chắc, nó không bị bung ra. Cái loại dây ni lông thì nó thường nó bị bung ra, xài thời gian nó bung cái chỉ ra các bạn. Mình xài, muốn xài lâu thì mình phải xài cái vỏ sắn này, vỏ của cái cây sắn nha các bạn. Mình gọt những cái vỏ cây sắn nè, mình bỏ vô đây, rồi mình nấu nước sôi mình đổ vô, mình ngâm cho nó xoắn cái cọng dây lại cho nó cứng. Mấy anh em hôm nay cũng mới đặt thêm mấy bộ đồ nha các bạn. Đây đồ của anh Hiệp. Anh Hiệp kêu Phương đặt cho anh Tư thêm 10 bộ nữa các bạn, 10 bộ đồ cho anh Tư mặc. Đây được rồi, đặt cho Phương với Quế lúc đó anh Tư mới đi có một bữa à, anh Nghiệp không thấy, anh Tư vô làm, anh Nghiệp mới kêu thôi để đặt thêm 10 bộ để dành để cho mấy anh em mặc thay đổi. Sẵn đây Phương cũng xin hỏi lại lần nữa, có mấy anh em bạn cũng có hỏi Phương đó. Phương xin cái áo của Phương miền Tây để về mặc làm kỷ niệm các bạn. Bữa Phương cũng có nói để Phương gửi cho, nhưng mà bữa đó bạn đó có gửi cái địa chỉ cho Phương trong Zalo, nhưng mà mấy hôm dài Phương lu bu rồi, bây giờ đi kiếm lại cái tên với cái địa chỉ đó không có gặp. Nếu mà mấy anh em mà có xem được cái video này thì hãy alo lại cho Phương nha, để cho Phương xin lại cái địa chỉ. Phương gửi cho mấy anh em cái áo Phương miền Tây để mặc làm kỷ niệm với trong tem của mấy anh em. Bữa dính vô Zalo cái Phương kiếm qua nay có đồ rồi, Phương kiếm Phương gửi mà mất tiêu cái địa chỉ rồi. Phương không biết đường luôn. Rồi cái bạn mà gọi lại cho mình đó, mình cũng mất tiêu rồi, không có nhớ nữa. Thì mấy anh em xem được rồi hãy alo gọi lại cho Phương nha, để Phương gửi cho mấy anh em chủ yếu là cái quà để kỷ niệm của tem Phương miền Tây trong nhóm thôi. Rồi, mấy anh em đợi làm xong cái này rồi chút xíu nữa mấy anh em sẽ đi thả cái dàn câu thục nha các bạn. Bữa đi xong có bé không có cá dồ, bữa nay về chiến ở đây rồi. Chiến đồng nhà. Kiếm nói chung ở trên đó cũng xa cái chỗ đợt trước mấy anh em trải nghiệm á bạn. Lục bình nhiều, đợt đi cắm câu đó, thấy cá dồ cũng nhiều. Mấy anh em làm cái dàn câu thục với đem câu tay theo để mấy anh em câu nha các bạn. Rồi mấy cái dàn câu mấy anh em làm xong hết nha các bạn. Giờ chuẩn bị đi thả câu. Mấy anh em đem theo mấy cái cần câu thục lên trên này có cá dồ nhỏ nhỏ mấy anh em câu luôn nha các bạn. Ở trên này câu thả dàn câu thục đó. mình làm được 50 cần, 49 cần, 49 cần. Mấy anh em lên mấy cái chỗ lục bình dày dày các bạn, mình khoét lỗ mình thả câu. Rồi mấy anh em tới chỗ thả câu nha các bạn. Đừng gác ngay gác cho nó đều á. Này, kênh này lục bình bích hết trơn nè. Kênh này đợt trước mấy anh em cắm câu ở đây các bạn. Đợt trước lên đây cá dầu nó ụp dữ lắm, cá dầu con nó ụp dữ lắm, sao cái này lên không thấy ta. Nó ụp cái chỗ ngay khúc ngã tư này một cái kẹo con luôn á. Cái rảnh đó. Nước ở đây cũng cạn phải không? Nước kém á. Đúng rồi, nước kém. Chứ nước bình thường của nó lên cao. Này nó bị kém, nước nó hơi thấp. Cấp hởm mấy anh em lên đây nước rong các bạn, nước lớn á, nước không có bị phèn. Cá dồ nó ụp quá xá ụp luôn. Chuyến này mình lên nước nó bị kém, phèn người ta xả ra nước phèn quá, không thấy cá ụp các bạn ơi. Thì mấy anh em lỡ lên tới đây rồi thôi thả với dàn câu luôn. Bây giờ phải loại bộ dài vô trong đó, thả dài vô trong kinh đó các bạn. Cái ngoài này bây giờ thấy không thấy cá ụp dưới chân mà phèn quá. Rồi mấy anh em lên chảnh thả câu rồi các bạn. Ngồi câu một chút mà không có cá các bạn ơi. Thì chạy về luôn. Thì câu thục mình thả chảnh rồi. Sáng mấy anh em lên thăm nha các bạn. Mong là mai vớt con hai con, chứ thấy cái mồi tình hình thế cũng không ổn mấy à. Hên hên con hai con thì hay còn sót lại hả? Rồi sáng nay mấy anh em đi thăm mấy dàn câu nha các bạn. Rồi cuốn câu về. Thấy cái tình hình này không im rồi. Đây là cần đầu tiên anh em thăm dài vô trong đó rồi. Hôm qua thấy cái mồi không im rồi, lỡ vô tới đây gán đi thăm, gán đi thả luôn. Vậy mà hết mồi ta, để đẩy mũi ra anh thôi. Căn này còn mồi. Rồi mấy anh em chạy về đi đổ lú nha các bạn. Nguyên cái dàn câu cá cha của mình không có gì hết các bạn ơi. Lú này chắc bị nổi ở ngoài, bị lôi rồi đây rồi. Cuốn nó lên đi. Lâu kiến không? Tao có đám mưa vậy mà không chạy nhiều ha. Đây cái nữa, cá lâu kiến không các bạn. Nước trong này dính cá lâu kiến rồi. Cua cũng ít nữa ha. Để ý thăm mấy cái lưới rắn luôn nha. Dân mấy ta lưới rắn ngoài này mà cắm gài cũng không có thăm. Lú này cũng lâu lắm mà, từ bữa đặt tới giờ mới thăm lần đầu á. Nước trong quá. Trời ơi trời, lâu kiến. Một lú lâu kiến luôn. Đó, con thằng đấy sát hồng không? Luôn cái này chắc này chắc bơi được sớm quá. Rồi, tới đầu bên đây. Ôi ôi. Rồi, xong rồi. Tới một chuyện rồi. Chê hả? Rồi. Chưa lai. Không thấy con còn chưa trắng đó. Chưa trắng, cá này phải chưa lai đâu. Trắng. Thấy không? Đấy, chắc chưa? Thấy con còn chưa trắng đó. Chưa trắng bự á. Chắc chưa? Cho nó lại đó. Ồ, chưa lai. Nó bự. Ôi rồi. Nó bốn nữa rồi. Đại ca, đại sư ca. Và thế đây anh em đổ mấy cái lú về rồi thao lô kiến luôn, kiến với ốc cua cỡ này cũng ít rồi bạn, kiến nhiều. Mấy anh em đổ lú về xong rồi giờ đi bắt chuột nha bạn. Ở ngoài đó có mấy chiếc máy cắt, người ta đang cắt lúa nè. Giờ mấy anh em lỡ đi bằng xe rồi, chạy vô đây Ku Đen rồi chạy xe đi bắt chuột luôn. Rồi, chắc banh xe tao quá. Rồi banh lúa tao luôn đây thôi. Banh lúa tao luôn. Cái đường mới cắt không chạy thì chạy đâu vô trong lúa tao vậy không? Đó, đường ngon lành đó Ku Đen ơi. Đừng có giọt vô lúa người ta nữa. Sao chạy vô lúa người ta không vậy? Cái đường mà lớn đó mà chạy lọt vô lúa nữa thôi rồi mép ngoài này nè. Để lái giò quen rồi. Chạy thoải mái luôn đó giờ này. Đường này chạy sợ khỏi sợ đụng sợ té rồi đau hết trơn á. Cái đường máy cắt ta cắt các bạn, cắt một đường nè do máy cắt chạy vô đất mình xào hơn đó. Rồi đang chạy bay vậy không? Rồi bỏ gác giò lên thử kìa, ngon ha. Đây sẵn là tập xe cho Ku Đen luôn nha các bạn. Đường này là bao chạy luôn đó. Đó. Chạy khúc là ngon rồi. Quen lại rồi. Đất mềm á, dễ đào á. Đào bươi đi cho nó chạy. Cái này sợ nó đốt đồng với nó bơm nước rồi. Có bên đang cắt bển á, bên đó đầu mới có. Đó chạy luôn không? Ừ. Gượt đồ quýnh giặt lộn rồi chơi nó sướng không? Rồi. Lặn rồi. Rồi ra con khê không tới lại. Để dính này. Lửa dưới nhà. Lửa. Kìa nhà đưa chú hai để vô. Còn con mẹ đấy. Để gì đây? Còn con lửa nữa. Từ. Chứ là không có chảy hả? Có thể mở ra. Ra cũng ơi. Cũng ơi. Sao có ba con lúa vậy? Mẹ đâu? Con đảo lại rồi. Con đảo vô. Đảo vô cái lỗ kẻ đâu quá. Không. Có con mẹ mới được chứ. Nếu nó có cái chậu mình cũng có đám cưới đồ đình gan chứ. Con này mới đẻ mà. Đó là bà tôi không có đóng tiền mụ rồi bà trốn. Rồi lắp lại đi. Lắp bờ lại kỹ tí. Có chút con nữa rồi đó. Nó mẹ. Đó rồi chui vô ha, nó nã luôn rồi. Đây còn chỗ này con nữa. Còn lứa đó, lứa hay vậy? Con mực này bữa nay về bằng thịt được rồi. Mực thử hang không được chứ hả? Ừ, mực thử hang không được rồi. Chạy. Có đâu? Có con này không hả quên? Có hả? Không còn. Qua đây rồi, đứng vào đó. Ngay qua đó. Con này báo kìa. Con còn nằm ở đây nữa. Đang lại chụp đấy ơi. Con nữa coi chỗ rồi đó. Coi đó không này còn. Tôi vô chỗ rồi đó. Nè. Lắp lại hào. Không còn con nữa. Con mới chạy nản mà. Đi đâu? Cái hàng tôi đưa. Con đó. Đây là. Ừ. Còn con lứa nữa nè. Tôi vô cây chỗ rồi đó cây. Chỗ đâu có còn riêng nữa, chỗ đâu. Nè lú đậu nè. Có chỗ nè. Có tư. Rồi. Trời ơi. Cái hai chỗ làng tới chạy luôn đó, tới chuột luôn đó em. Đó. Tới chuột chạy lên đi, tới chuột luôn rồi đó, không có em rồi đó. Phải không? Đó chuột bự hả Hào? Chuột mẹ đó. Lú đậu đó em. Phải không? Bự không? Ku Đen mới cho tập chạy xe đây mà sao mà chạy chậm vậy? Quá chậm. Thấy cột ra, thấy rồi. Lứa, mày lứa rồi. Lứa bỏ qua cái nhập kia không bỏ. Lứa. Tư lại quá nè. Trong gọng này ra nè, nó về. Cái gì phải không? Con ba con à. Rồi. Nè lú đầu anh. xác luôn rồi. Bỏ vô gọng kia cái nào cái này này, này. Được đó. Rồi lắp rồi luôn nha, đi kiếm trước rồi đó. Sủ này giả móc nè. Còn móc là phải không? Còn con cua gỗ gàng. Còn cua kìa. Ơi, tới cái tao đi quá trời lắm luôn. Lửa hay gì? Lửa. Hả? Ngồi đây để mới ra thôi, tối tối không có thấy được. Ra chạy đi, chọc kìa. Bình thường lại đi. Đó. Quậy, chọc hai cái chạy vô lại. Chạy đi. Ra đi anh. Ra đi cắt. Đây. Còn đây nữa nè. Còn hai qua đó nữa đó. Còn hai con đó nè. Lứa không nghe. Lứa xuống đi em. Anh không ra. Lứa. Lứa đảo đi, đảo đi, đảo đấy. Còn gì nữa. Đây lưới em đảo không? Đảo không có đảo nha. Có không chưa? Lứa không vậy ta? Nãy giờ mấy bầy lứa rồi. Mới chạy ra đó. Đúng rồi đó. Chạy ra chạy vô lại đó. Tới rồi đó. Chạy bộ ơi. Tới nhà rồi. Đó. Đó. Đó, chạy một con, chạy hai con. Trời ơi trời. Con. Cái đừng miệng á. Không đừng bên hông nữa. Chỗ Ku Đen đào cái lan dở lên đó. Chạy ra đó. Còn đi xuống nữa. Nãy thấy mẹ không? Không thấy lứa không à. Cái chỗ Thận cái hang đi xuống nữa đó Thận. Ừ. Chỗ gì ba hang đấy kìa. Gì dữ á. Đây nè. Này kìa. Đảo sắp mặt này rồi đây. Ấn không chưa? Chưa. Chút nó đi kiếm thằng khác vào. Rồi hết rồi. Đó có hai con. Hết rồi. Đây còn chạy rồi. Còn chạy anh Tư ơi. Đâu không? Rồi chạy. Em nè. Em với anh Tư hả? Trốn mà, ra có giấu mình. Giấu. Ku Đen hửi hang kia mà nó không sợ, nó không chạy gì đây. Bữa nó khạch, bữa nay nó không khạch. Bữa nay nó nghỉ kịp rồi. Mực lục ngày rồi hả thầy? Lục rồi. Toàn lốt không. Cái hả? Nguyên này con mới mà lớn ra đẻ rồi. Chỉ có một cái làm ra mới chặt cơ. Cái phóng ra Ku Đen hút liền hả? Chuột chạy vô bờ nhanh hết rồi. Giờ đi đào mới có. Bự đó. Dính này. Anh chụp chuột luôn, đâu thấy đâu. Chết với anh Tư rồi nha. Nái luôn anh Tư. Trời ơi. Cái này chắc nó lên đó hả? Rồi. Nãy con lứa chạy qua, Cái liền ta. Bự luôn không? Dạ rồi, cặp nó rồi. Nãy anh Tư bắt con nái rồi đó, Thận bắt con gái rồi về hết luôn. Đi qua bên mày. Đúng rồi. Đang yêu đương. Rồi thấy anh Tư không? Sớm mấy cho phản xạ gớm không? Nhào ra là chết, nhào ra là chết liền. Bay ra liền hả? Giấy thả luôn. Tới cùng chuyện rồi. Tới cùng chuyện rồi. Tới chuyện ra. Tôi cũng làm tới chuyện. Tới giờ anh Tư coi chừng nha anh Tư. Bỏ đây đây. Rồi cái hàng nó còn không? Mới lấy đầu ăn cụm vậy. Nó ăn bển kìa. Nãy chuột nó chuột cơm. Mình nói con bên đây con nè. Nó đó anh Tư rồi, nó đó. Chạy. Chạy đâu. Chết với anh Tư liền. Đó cũng vậy. Thôi anh Tư. Quá trời con chuột bầu. Nó mới nhả vậy. Giật nó lên. Nó ngã luôn. Đâu chưa? Dạ, nó mới đẻ không? Đẻ rồi dưới cô chú rồi gì nữa chưa? Dòm thấy vú nó luôn hả? Ừ. Rồi dòm thấy vú biết nó đẻ luôn, ghê thiệt. Đúng rồi đó. Bị lứa nha. Đó, lứa đầu kìa. Đúng rồi. Thấy rồi, nó bụi bỏ rồi. Cho nó giận đây. Đi ra đó. Đó đó. Lứa chạy dữ lắm rồi. Mẹ. Mẹ đây nè. Đó lứa. Sao lên con? Lúc sao rồi? À lứa hả? Lúa đó. Đó, lúa kìa dọn. Đó, lên sau lưng anh Tư. Một cua mình. Đó, đó, đó. Nãy bít chưa? Chẩu chưa? Chưa, còn hang mà. Lấy chuột không có lúng ra, lúng vô cho chụp nó vào nữa rồi. Nào mọi người. Nhiều có hàng dưới rồi. Nãy vô đó đó, vô hàng dưới rồi nè. Dưới đây. Cua. Dưới ra đó. Chuẩn bị ra, đó, nó đó, đó, chuột bự. Đó, còn nữa đó. Đó, đó, quá trời nữa rồi, bụi nữa kìa. Cái đồ không quẹ gì. Đó, đó. Dính là, bắt là, còn luôn. Đó rồi. Chạy ra một tràng rồi vậy. Trời ơi, chạy lứa nhiều lắm mà, Thịnh. Hậu để cái nón rồi, hết thấy rồi. Có chụp bự không ạ? Nó lụm bự không ạ? Hai con bự mình ăn sống con lứa. Đó này đó. Chụp cho nó bây giờ hết tánh chuột luôn. Ngoài giống quần nữa. Đó, nó kìa. Ủa chồng ơi, vừa chỏ vừa tay hết đâu mà chỏ nữa. Dễ quá. Dữ lắm rồi, đây rồi. Rồi lên anh ơi. Đó. Đó, chỗ chạy, chỗ cán lan đó. Ừ. rồi. Đúng rồi. Cái bài này lứa dữ vậy. Mẹ ra đó. Rồi hay không? Nãy sáng mẹ còn mượn nữa đó. Còn mượn nữa đó chứ mẹ đó đi nha. Sao lên anh ơi. Rồi, nhà có làm sao đó, coi cỏ làm sao kìa. Dạ thôi, sao đó coi hang sao đó. Tôi đánh mẹ mẹ chạy rồi. Sao con này ra, ra chứ ra. Hàng này cho nó bớt hàng nào không ăn đi. Chưa ít nữa còn đi vô nữa. Vô luôn. Ừ. Hồi nãy cái lan đầu tiên hút một cái nó túa ra 7-8 con chuột con trời. Hai con chuột lớn. Chuột con nãy giờ chạy chuột lứa chạy nhiều lắm rồi. Cho nước trong nước đục. Nước đục. Nó chuột nãy nó lên xuống cái gì. Còn bên đây nữa ta. Thấy không? Đã vô bờ cũ luôn rồi. Có còn không? Đây lứa nữa này. Hào. Hào. Đang đi lấy này hào. Rồi một lọt cứng luôn rồi. Rồi đấy, bự mà chiếc qua lập chưa bớt đi. Kiếm tự ơi. Giờ có con đường nào nữa không? Chứ lại coi cái chỗ này đây. Nó về anh đó đây anh ơi. Đây cái đầu ruộng nội rồi. Đúng đó. Nó là dương nè. Nó dương là dương. À, hãy đi. Đi gì xe hơi giống vậy. Em lợn. Cột này, còn này nè. Còn này nữa sao? Tới con rồi đó. Ôi. Ôi. Đây coi. Con này. Cha thọc bên con thọc cái đó. Cái này có chuột mẹ đó. Cây. Lâu. Bà chế này, bả liệu nữa. Mẹ ra nó xe quá nó ra để chụp á. Nãy đi chia cho chụp gì nó mới vui. Má lan lại đụng tới đẳng ta. Cái bầy lứa đẳng hồi nãy mình bắt đâu được nhiêu con đâu. Nó chạy nãy nhiều lắm bầy lứa. Rồi tới đâu rồi? Để sắp con rồi. Đi đây phải không? Thục thò đó. Đâu rồi? Con chuột ra đó. Đó. Này chuột con thiếu đó. Đó. Bây giờ là không mày không đếm đầu lấy gì tao dễ dở. Bây giờ là chụp mà không chia dở. Rồi đi chân luôn rồi đó, mẹ con gì đi láng hết rồi đó. Coi đó con mẹ kìa. Bước lại đó coi sao đó không? Sao gì ông Tư cũng giữ kìa. Hàng đây kìa. Hàng đó rồi lấy gì sợ đi nữa chứ nó gần đây là nó con rồi. Đúng rồi đó. Rồi. Ăn xuống rồi hả? Chịu đi dữ ta. Tính ra dòng họ này cũng đau giàu quá nè. Chắc hà mới thấy. Sang Bắc thì cũng như vậy quá nè đây nè. Đấy, lứa con. Bắt. Bỏ đồ bắt rồi phải bắt chuột nhỏ bỏ chuột bự rồi. Ha. Nó bắt chuột nhỏ bỏ chuột bự rồi. Cái chà bá. Cái gì? Á chạy chuột bự nữa kìa. Đây mình đang nhảy dây gan rồi đó. Đang đây nè. Đây đây nè, Hồng ngay đây nè, bứt nó ra Hồng. Bứt nó ra cho đạp đây cái gì ta? Cho đạp cục cỏ rồi đó Hồng. Không. Đạp ngay chuột luôn mà. Bứt ra đi, bứt cọ bứt rộng rộng đó. Nhờ cái kịp, rõ ràng ngay đó mà. Còn cái nứng đâu đó đó. Sao còn đen á. Ừ, nó bừa dài nó ra đó. Nó dữ lắm rồi kìa, nó chạy kìa. Để Tư ơi, làm Tư ơi, nó chạy dữ lắm rồi. Rồi, chuột mồi dữ lắm luôn á kìa. Chuột mồi không á. Chuột này chuột đặc cặp không à. Ừ. Nè. Chuột này chịu khó mằn ăn ngon nè. Không. Để nào nó nào sống vậy tôi bỏ vô lọp hết. Mười mấy cái lọp vậy giờ có mồi màng vậy đâu đặt. Ê, sửa. Đó, con nữa đó. Mẹ dưới này nè, nè. quá, coi thấy quá. Nó vô đâu phải bậy bự bậy nhỏ đó nghe, nó không bậy đâu nghe. Trời đâu cái hổ kiến ác kìa. Cũng nữa đây này. Trùng đi tới. Tới hàng tới. Để cho đây mềm đi hả? Hãy cái hàng nãy ném đâu từ đây phải không? Bự lắm. Đó. À quá đã, còn hơn quá. Đủ luôn. Đồng như vậy có mật vàng rồi, cho mày. Mật này già rồi. Cái là đợt học. Còn đó chắc đợt con cái. Mật già, mật chụp không lại rồi, phản xạ không kịp rồi. Hết kìa. Nó gì tùng rồi. Còn hết ở dưới nước. Đó. Chứ nào. Nó chui ra từ tươi giác nè. Chụp cái đó hơn qua, hơn là cái lăn nữa quá. Bảo diễn luôn á. Ăn lâm muối quạt rồi. Chắc bên đang chạy ra phải không? Rồi bên đang chạy ra chắc đang này quá. Đang có xeo đây nè chạy. Chụp mà lăn ngược ra sao là lăn vô luôn là tính vô bằng thắng vô luôn á. Hai trái được. Rồi anh thử cái thằng. Anh cái dít dài chạy nó đi sao á. Đó sao rồi sao đứt rồi cái ngồi bẹp xuống đi ngồi dầm hổm hoài cho nó chạy vô háng hoài. Con này nó đem chụp mẹ ngồi hết còn nào đi buông ra đi cho nó chạy đi chạy không ở đây ta hai cầu thủ rồi hai thủ môn á. Đó. Cái con quá. Đó, còn con nữa. Tiếng ra còn con nữa kìa. Còn con rút. Chạy con chống phòng ông nghe lại nó không gán tàu. Đó là tao nói nó còn rút rồi. Rồi. Một lồng luôn rồi. Rồi để ra. Còn lồng chuột lứa kia chưa tính cứng lồng luôn hả lại. Tới chuột luôn rồi đó. Dữ lắm rồi. Đây. Đã đấy. Lòng này chuột đặt dập không nè. Cái đồng này nè. Đây nè. Nó không có. Đây nhẹ gạn cái đi. Lúc chiếu thấy không? Đó. Lại chỗ mày. Chắc con cô một cái nè. Mày con nó mới con lớn thì làm nhiều nữa. Con Thôi chào bá nữa. Bá đây ảnh phải ảnh. Chạy ngược vô háng lại ha. Chạy nhỏ mà tới số. Để nó già nó đỡ chút. Nhớ mà mốt là cái mặc quần phải ống nhỏ chút nha. Ống bự là nó chạy cạt cái trong đó. Đụng đây vậy? Có là đó, lứa con. Một xíu hả? Không, chục mẹ nữa. Chục mẹ nữa hả? Động động tư. Tư. Đó. Đi đâu túc này với ta. Đây ăn gì chửi người đó đó. Hả? Chửi người đó đó. Không. 11 đi đang mới thùng bê sao? Không. Đang mới thùng bê sao bỏ vào chục lứa gặt lợp. Không. Hào gì cái lọng nè. Ba thành nè cái ba. Chú hai con bẻ có để vô chứ luôn. Để từ lưới cho nè không ơi. Anh Tây qua chụp bên đây anh Tây. Đó bóp này nè. Bóp nó có gì không? Hai con này luôn. Lôi bắt luôn. Thấy chưa? Sửa nó lại. Bẻ cũng gì vừa thôi, nó bẻ những cái món xấu gì đó, bỏ chuột vô. Rồi sao ép vô làm sao qua vậy? Trời ơi, chuột này đặt lợp một cái tới luôn. Vừa luôn. Con chuột mẹ nữa. Mẹ nó này. Mẹ nó nói nè, chạy nè. Đây. Bỏ vô luôn à. Lú luôn luôn rồi. Cái đó anh Tư ơi. Vô đi, ở đó ngại gì cũng ngại gì biết. Đó lú đuôi mà cái đầu nó cũng kế bên luôn đó. Đó. Trời, vậy anh mới chịu đó. Hả? Vậy anh mới chịu đó là chắc éo bay mới chịu chứ còn đứng yên bắt không có chịu. Yên đâu có diễn sức được. Nhào nhào ra rồi hốt rồi vậy ha. Cái này quá đầy à. Đây luôn rồi. Còn đâu con kia đi. Học vô ảnh muốn chào chào. Ăn. Tới hai ăn thử rồi. Đúng luôn rồi. Cái này đâu, thế này bắt gì nữa ra. Đây nè, cô đang chạy xe ra đây bắt chuột xong rồi bỏ xe ở đây luôn rồi. Bỏ xe đi bộ vô luôn rồi. À, mấy anh em nghỉ đầu các bạn ơi, chiều rồi. Cũng nhiều lắm rồi. À, cứng ngắt cái gọng luôn rồi, chen chúc nhau trong này. Thêm gọng bên kia nữa. Giờ mấy anh em chạy vô. Đang bỏ của chạy lấy người luôn ha. Rồi, mấy anh em về tới nhà các bạn. Thành quả nè. Ôi, dữ lắm trong này rồi. Cứng luôn rồi. Cứng một lọt luôn. Mấy chuột đó thì để đặt lợp rắn các bạn. Chuột nhỏ nhỏ đó. Mấy cá lâu kiến kìa. Mấy anh em đi thông lú rồi sớm. Này bây giờ mình gom lại để mai làm món nha. Ừ. Này gom lại để mời mấy anh em làm món nha mà cá lâu kiến này kia đó. Anh em mời mùng 5 tháng 5 hả? Làm vài món làm xương xương ha. Ốc ngâm. Thôi sớm giờ rồi mấy anh em đi ăn câu cá cha không có. Đi về mấy anh em thăm lú. Buổi chiều mấy anh em đi bắt chuột nha các bạn. Video của mấy anh em đến đây chắc Phương xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Chào cô chú anh chị các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.